Hãy nhớ, đừng quá sân si, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Trong cuộc sống, bạn vĩnh viễn không biết bản thân của mình trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản. Cũng sẽ không biết được người khác đã từng nói những lời gì về bạn. Do đó, đừng quá sân si, đừng nói lời xấu về người khác, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Làm người nên học cách im lặng khi cần thiết, đừng nói lời xấu về người khác. Hãy sống an nhiên và làm tốt cuộc sống là đủ. Bạn vĩnh viễn không biết rằng bản thân mình ở trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản, cũng sẽ không biết được người khác vì bảo hộ chính mình mà đã từng nói những lời gì về bạn. Bạn càng không cách nào ngăn cản được những lời đàm tiếu. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nữa cũng chẳng sao. Nhưng có một điều bạn có thể làm được, chính là bỏ mặc, cũng không cần phải đi giải thích. Người hiểu bạn sẽ vĩnh viễn tin tưởng bạn. Có một câu nói rất hay, nếu bạn không mù thì đừng quen biết tôi qua miệng của người khác. Làm người, trạng thái tốt nhất chính là hiểu được tôn trọng. Bất kể người khác hành xử thế nào, bạn nhất định phải biết kiềm chế, không nên khoe mẽ hay thể hiện bản thân. Bạn càng trưởng thành sẽ càng hiểu được, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, trên người tài còn có người tài hơn. Bởi thế giới này không phải chỉ riêng bạn đang tồn tại. Có những sự tình bạn cảm thấy là chuyện trọng đại, nhưng trong mắt người khác, đó có thể chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì họ không phải là bạn, nên họ không cách nào hiểu được cảm giác mãnh liệt này của bạn. Cho đến một ngày, bạn sẽ hiểu ra, nhiều khi không cần phải nói hết ra cho người khác, bạn cũng có thể tự mình giải quyết. Trên thế giới này, ngoại trừ bản thân ra, sẽ không ai có thể thực sự cứu được mình. Có một sự thật là, chúng ta luôn mang theo mặt nạ để đối diện với tình yêu, luôn muốn biểu hiện ra mặt tốt đẹp nhất của bản thân mình. Cho đến khi hai người càng thân thiết hơn, liền cảm giác thấy đối phương đã thay đổi. Kỳ thực, họ không hề thay đổi, chỉ là chúng ta đang tiến đến bề mặt chân thực nhất của họ, nên mới cảm thấy bị mất phương hướng. Bởi vậy, khi bạn muốn tiếp nhận một người, thì không chỉ là tiếp nhận mặt ưu việt của họ, mà đối với những khuyết điểm của họ cũng nên mở lòng ra và bao dung tình yêu. Ta nâng bạn lên, bạn chính là chiếc ly thật đẹp. Ta buông tay xuống, bạn có thể sẽ trở thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Bất luận là người yêu hay bằng hữu, ta đều nên trân trọng. Bởi mỗi lần ta khổ sở, thương tâm, thì họ chính là người ở bên cạnh bầu bạn. Mỗi khi trong lòng có ưu tư, thì họ cũng là người đầu tiên nhận ra điều đó. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay được coi là chuyện lớn, sang năm chỉ còn là một câu chuyện. Kiếp này được coi là đại sư, kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà vơi nữa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành. Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi, như vậy cũng đã đủ yêu thương rồi. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Vậy nên, hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi. Thời điểm ta khóc mà không có người dỗ dành, ta học được kiên cường,
Thời điểm ta sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được dũng cảm. Thời điểm phiền não mà không có người hỏi han, ta học được cách thừa nhận. Lúc mệt mỏi không có người dựa vào, ta học được cách tự lập. Cứ như vậy, ta tìm được chính bản thân mình. Tâm thản đãng bao nhiêu, đường đời rộng bấy nhiêu. Điều chúng ta muốn cố gắng đạt được không phải là năng lực hô mưa gọi gió, mà là tấm lòng thản đãng, xem nhẹ gian truân. Đứng ở nơi cao mới có thể nhìn được xa rộng, xem nhẹ mới có thể buông xuống dễ dàng. Lời nói không nên nói quá rườm rà quá thành ra không thể thông đạt. Âm điệu không nên cố định quá cao, cao quá thành ra rất khó hát cùng. Sự tình không nên làm quá tuyệt đối quá thành ra khó tiến khó lùi. Tình cảm đừng để mình lún quá sâu, sâu quá thành ra khó tự vực lên được. Lợi ích không nên xem quá nặng, nặng quá tâm trí thành ra dễ bị dẫn động. Người với người không nên giả tình giả ý, giả tạo quá lòng khó mà hiểu được nhau. Sự đời không nên nhìn quá rõ, rõ ràng quá khó mà làm nên sự tình. Xưa nay đời người kỵ nhất tròn đầy, nửa nghèo nửa giàu nửa an vui, nửa mệnh nửa trời nửa tự mình, nửa cầm nửa bỏ nửa hành thiện, nửa câm nửa điếc nửa hồ đồ, nửa khôn nửa dạy nửa thánh hiền, nửa người nửa ta nửa tự tại, nửa tỉnh nửa say nửa thần tiên, nửa thân nửa yêu nửa buồn vui, nửa tục nửa thiền nửa tùy duyên. Đời người một nửa là do ta, một nửa còn lại tùy tự nhiên. Có những việc nhỏ nghĩ nhiều rồi cũng biến thành việc to. Lòng nhỏ rồi hết thảy việc nhỏ đều thành lớn, lòng lớn rồi hết thảy việc lớn đều nhỏ hẳn. Xem nhẹ thế sự bể dâu, nội tâm bình yên tự tại. Đời rất nhiều thứ, dù bạn có cố gắng thế nào cuối cùng vẫn mất đi. Rất nhiều tình cảm, dù bạn đã cố gắng trân quý nhưng cuối cùng cũng phải biệt ly. Muốn làm hay không, yêu ghét thế nào, biết đủ ra sao, tâm thái bình thản ở nơi sâu thẳm trong tim, tâm thái bình hòa biểu lộ ngay trên gương mặt. Tài hoa của bạn có thể thấy được qua công việc, nghĩa khí của bạn lộ rõ trong đối nhân xử thế. Đường đời nếu muốn đi nhanh thì hãy tự đi một mình, nhưng muốn đi được xa hãy kết bạn đi cùng. Nhanh chậm xa gần đều do chúng ta quyết định. Làm người trên hết là nhân phẩm, năng lực chỉ là thứ yếu. Làm việc quan trọng nhất là nắm bắt, hiểu rõ tường tận được công việc. Chuyên cần chỉ là thứ yếu. Đời người cần phải học được không oán trách, không chờ đợi, không mù quáng. Hôm nay, chuyện dù lớn đến đâu, sang ngày mai cũng thành chuyện nhỏ. Năm nay chuyện dẫu lớn thế nào thì sang năm cũng thành ra chuyện cũ. Những lúc gặp phải chuyện không vừa ý, hãy nói với mình rằng ngày hôm nay thế nào cũng sẽ qua đi, ngày mai thế nào cũng sẽ đến, một ngày mới sẽ bắt đầu. Xem nhẹ mới có thể nhìn được thấu, đứng cao mới có thể thấy được xa. Tâm cao bao nhiêu, đường đời rộng rãi bấy nhiêu. Vạn sự đều do tâm cầu, tâm là bánh lái quyết định phương hướng đi của đời người. Phương hướng đúng rồi thì đạt đến mục tiêu chỉ là vấn đề thời gian. Còn như phương hướng không đúng, mục tiêu mãi mãi cũng không đạt được. Tu tâm dưỡng đức, đường đời mới rộng rãi thênh thang.